Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bí Kíp Vàng. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và đây là phiên bản rất đặc biệt, phiên bản trải nghiệm tại nhà. Và với phiên bản này thì SC đã được nhận rất là nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Và điều đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay SC đã nhận được bức thư cũng như là một lời yêu cầu của một bạn fan đã gửi đến thử thách cho ST. Không biết là thử thách đó như thế nào đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Bạn đó đã gửi cho ST là như thế này: Chào anh ST, em là một fan cứng của anh và chương trình Bí Kíp Vàng. Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, em thấy rất vui vì chương trình mình vẫn có thể tiếp tục sản xuất được những nội dung hay và thú vị. Nhờ chương trình mà em cũng tích lũy cho mình được rất nhiều bí kíp. Trong số phát sóng trước, em rất thích thử thách cắt hành của anh mà chị Puka dành cho anh, nên em cũng muốn gửi cho anh cũng như chương trình một thử thách, đó là anh hãy nấu một món ăn. Không biết anh có thể chấp nhận thử thách của em hay không? Đó là những lời nhắn nhủ cũng như là một cái bức thư của một bạn fan đã gửi về cho chương trình Bí Kíp Vàng. Và hôm nay ST cũng sẽ chấp nhận thử thách của bạn. Tuy nhiên rằng là ST thì không giỏi nấu ăn lắm, mà để tạo ra một món ăn thì chắc là sẽ rất khó. Cho nên là hôm nay ST sẽ thay đổi một tí xíu, là ST sẽ tạo một món nước, một thức uống để chúng ta cùng trải nghiệm trong chương trình Bí Kíp Vàng ngày hôm nay nhé. Ok, bắt tay vào làm thế nào. Hôm nay SC sẽ làm một món thức uống rất là đơn giản và cũng rất là phù hợp trong cái thời tiết nóng bức như thế này. Đó là món soda chanh đường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm món nước soda chanh đường này thôi. Và những nguyên liệu mà chúng ta cần có đó chính là một lon soda, đường, chanh, đá, muỗng và một chiếc ly. Rồi, ok. Đây là tất cả những thứ mà chúng ta cần có trong ngày hôm nay. Điều đầu tiên chắc chắn là chúng ta phải bỏ đường vào. Tuy vào mức độ mà mọi người muốn uống ngọt hay không thì mọi người sẽ bỏ đường vào cho nó hợp lý. SC thì sẽ là một người uống vừa vừa thôi, cho nên SC sẽ bỏ 3 muỗng đường trước đi ạ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bỏ soda vào. Su cà na luôn rồi mọi người ơi. Có nghĩa là ST đã mở lon soda nhưng mà bình thường thì có muốn rơi nước mắt à. Cái đồ mở nắp nó đã xúc ra luôn rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ làm sao? SC có một cái mẹo vặt khác là SC đã từng coi qua. Bây giờ chúng ta tạm dời cái vụ soda trên đường qua một bên. Chúng ta làm sao để mở được cái lon này trước đi đã. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thử một chiếc đũa để mở cái nắp lon soda nếu như mà cái khuy đã bị gãy. Đây, SC đã có một chiếc đũa ở đây. Và cái cách mà để mở một cái lon nước và bị gãy khuy mà không thể mở được thì rất là đơn giản. Chúng ta hãy lấy cái đũa của mình ma sát vào những cái phần của cái nắp á, còn cái nắp lon á, để mà mở ra. Tùy vào cái sức khỏe của mọi người, mọi người có thể làm mạnh hoặc là yếu, tùy mọi người nha. Thì sẽ thử giống như kiểu mình tô màu vậy mọi người. Chúng ta sẽ miết vào cái vùng mà mở nắp. Vẫn chưa được ạ, nhưng mà thôi, tôi sẽ cố gắng thêm. Được rồi, yeah. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần miết theo cái vòng cung của cái nắp. Có công mài sắt, có ngày nên kim mà mọi người, thì nó cũng sẽ ra thôi. Đó, và cái lon soda của chúng ta đã được mở rồi bằng chỉ với một chiếc đũa nhé. Nếu như các bạn bị gãy khuy thì các bạn có thể sử dụng cái cách này của ST nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm món soda trên đường thôi nào. Tiếp tục chúng ta sẽ đổ soda vào. Sau đó chúng ta sẽ vắt chanh vào. Lấy bớt hột ra nha, cho nó đỡ đắng. Thử một miếng còn ngon không? Thơm ngon tuyệt vời. Cái soda của SC á, nó cũng đã có sẵn vị rồi, cho nên SC sẽ chỉ bỏ một miếng chanh vào thôi, nó đã đủ để cho chúng ta có một món soda trên đường thật ngon rồi. Nhưng nếu mà mọi người, soda của mọi người là soda truyền thống, soda kiểu không có vị gì hết á, thì chúng ta hãy nên bỏ thêm một tí xíu nữa cho có thêm nhiều mùi vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ đá vào. Đây, ở đây chúng ta có một cái tô em bé Hung. Đá vào. Những lát chanh vào cho thêm. Sau khi bỏ đá vào, chúng ta sẽ bỏ những lát chanh vào. Thế là chúng ta đã xong một món soda chanh đường rất tuyệt vời. Hy vọng là mọi người sẽ cùng thực hiện với SC để có thể có một thức uống tuyệt vời nhé. Xin mời. Và bây giờ SC sẽ thử thách chị Khả Như là: chị Khả Như ơi, chị hãy làm một bộ nail mới ở nhà mà không cần phải ra tiệm. Look at my nail. Khả Như ơi, hãy nghiệm thử thách của SC nha. Xin chào mọi người, Mèo đây và cảm ơn thử thách của ST dành cho Mèo, bởi vì cái thử thách đó Mèo cảm thấy rất là thích. Đó là làm một bộ nail mới, mà trong những ngày chúng ta không ra tiệm nail thì chúng ta vẫn có thể làm một cái tiệm nail ở nhà nho nhỏ. Thì hôm nay Mèo sẽ làm cho mọi người, hướng dẫn mọi người làm một bộ nail box thiệt là đẹp để chúng ta, ví dụ thích màu gì chúng ta để lên. Tại vì Mèo không có muốn là mọi người cứ phải sơn phết trên móng tay của mình, rất là dễ hư móng tay của mình, mà nó sẽ làm móng của mình nó dễ bị mềm, rồi dễ bị xước, rồi dễ bị yếu móng đi. Thì chúng ta có thể sử dụng nail box. Ok, việc đầu tiên của chúng ta đó chính là chúng ta phải đo. Nó có rất là nhiều kích cỡ trong cái bộ móng này, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Và chúng ta, việc của chúng ta nó là phải đo cái móng cho phù hợp. Và khi mà đo vừa rồi á, đo vừa cả hai bên rồi, chúng ta sẽ lấy hai cái. Nhớ đo cho nó giáp nha, là đo là cách là chúng ta để lên trên này nè, và chúng ta đo. Đây. Thế là đã xong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ có một cái khay đỡ. Chúng ta sẽ dán cái móng này lên trên này. Xong, chúng ta sẽ có một cái vị trí. Ví dụ như ở nhà, nếu như mà chúng ta không có được cái khay đỡ này thì mình có thể mọi người có thể dùng chiếc đũa của mình á, rồi dùng cái băng dán hai mặt á, dán lên chiếc đũa, rồi sau đó để cái móng lên thì vẫn có thể có được cái giá đỡ để sử dụng ha. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái chai nước sơn. Mình chọn màu đỏ bầm, mà mình nghĩ là màu này rất là nhiều người thích. Ok, nhớ đặt cho nước sơn của nó đừng có bị kẹo, tại vì nước sơn mình sử dụng cá nhân á, nên mình ít sử dụng. Như tiệm thì nước sơn nó dễ bị kẹo, chúng ta phải đánh. Ok, đây, hoàn hảo rồi. Bắt đầu sơn. Sơn từ dưới lên nha. Thật ra sơn nail box này rất là đơn giản hơn là mình sơn cái móng tay cho người khác. Tại vì mình sơn nail box á, thì mình di chuyển sao cũng được hết. Đây. Ta-da! Xong một ngón rồi. Và đến ngón tiếp theo. Cái móng này là Mèo đã dũa trước rồi, nhưng mà nếu như một số người không thích cái móng nó quá dài, chúng ta có thể dùng cái kéo nha, cắt bớt một tí, rồi sau đó lấy cái dũa nhám á, chúng ta dũa cho nó đều lại, nó đẹp lại. Và nếu như mà chúng ta có lỡ mà không thích, hay là chúng ta làm lỡ chạm nó bị hư á, thì mình có thể sử dụng acetone để mà chùi. Nhưng mà trường hợp mà ở nhà thì làm sao có acetone? Nếu như mà trong nhà chúng ta trời hết acetone rồi thì bây giờ phải làm sao? Thì vẫn còn một cái mẹo, đó là cái móng hồi nãy chúng ta sơn á, chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái chai nước sơn hồi nãy, và chúng ta sơn một lớp. Sơn lên, sơn thêm một lớp nữa và chùi ngay, sạch bắp. Hay chưa? Đây là một cái mẹo mà hồi nhỏ, lúc mà Mèo còn dưới quê á, thì Mèo không có có acetone nên khi mình sơn á, cái ngón này đụng ngón kia, ngón này đụng ngón kia, cái nó bị ố thì không biết sao sơn lại. Thì Mèo đã nghĩ ra cái chuyện mà lấy cái chai nước sơn này á, rồi chúng ta sơn thêm một lần nữa thì cái nước sơn nó sẽ không khô. Nó không khô á thì nó sẽ làm rất là dễ chùi ra. Đây, chùi ra cái bột luôn. Đấy, rất là dễ luôn. Mà nếu như mà muốn chùi sạch một lần nữa thì chúng ta tiếp tục quết cái nước sơn nó lên và để cho nó khoảng đến 1, 2, 3 rồi chúng ta chùi thì nó sẽ sạch. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục thôi. Đây, nếu như mà mọi người vững tay cọ, mọi người có thể sử dụng cách như Mèo, đó là kê cái đầu cái cùi chỏ mình lên bàn á, rồi tạo thành một cái giống như cái máy sơn gì đó thì chúng ta sẽ sơn được nó rất là nhanh. Khi cái lớp sơn hồi nãy nó vừa khô, nó đã khô rồi, chúng ta sơn thêm một lớp nữa. Tại vì với những cái móng giả nó, cái độ trong của nó rất là không tự nhiên. Do đó mọi người khi mà sơn á, đừng có sơn một lớp mà chúng ta phải sơn 2 lớp nha. Đẹp, đẹp chứ, quá đẹp luôn. Sau khi mà chúng ta, những cái móng của chúng ta khô rồi á, thì mình sẽ làm dán lên. Và chúng ta phải có một cái keo dán móng. Và mọi người thấy không, cái tay Mèo á, nó sát rạc móng à, thì làm sao mà chụp hình sống ảo được. Do đó bí quyết hãy xem Mèo hô biến nha. Đây, thế là chúng ta có được một con móng. Nhớ nha, nhớ để cho nó sát cái móng tay của mình để cho nó tự nhiên nha mọi người, chứ không thôi là nó bị dư ra hoặc là nó bị lồi ra. Do đó cái khâu mà mình đo cái móng rất là quan trọng. Và hôm nay chúng ta lại biết thêm một cái bí quyết. Mèo nghĩ là chắc cũng có nhiều cô gái nhưng Mèo biết được là cái bí quyết đó là sơn thêm một lớp nữa để chùi. Còn nếu đối với sơn gel thì không sử dụng như vậy ạ. Sơn gel thì phải có bóc tách nó ra. Rồi để làm sao mà móng tay mình có thể mọc dài, Mèo gặp rất là nhiều trường hợp và ngay cả trợ lý của Mèo cũng vậy. Đó là bị cái thói quen cắn móng tay và móng tay không ra được. Thì cái móng tay nó thể hiện cái sức khỏe của mình. Móng tay mình nó yếu là do sức khỏe mình yếu, mình thiếu chất sừng, thiếu chất xơ hay thiếu sắt thì móng tay nó sẽ rất là tím, rồi nó xanh xao, rồi nó yếu ớt. Có nhiều cách như thế này, đó là ăn uống bồi bổ như chất xơ, như chất sừng để mà tốt cho cái móng tay, canxi, canxi nha mọi người. Rồi có một số trường hợp luôn là cắn quá chịu không nổi rồi thì phải làm gì? Quấn bằng keo cá nhân á đầu ngón tay của mình để mà chúng ta không có thói quen cắn nữa. Một tuần, một ngày có thể khó, 2 ngày có thể khó, 3, 4 ngày, 5, 6 ngày, 7, 8 ngày thì một người bạn của Mèo đã hết được cái tật cắn móng tay. Cái đó nó rất là mất vệ sinh, mình nó không tốt cho sức khỏe của mình nữa. Xong rồi nè, đẹp chưa? Thế là chúng ta có được một bộ móng sống ảo nhìn sống ảo nghe. Mình có thể đi tiệc sau khi mà bình an trở lại rồi chúng ta có thể sử dụng cái cách này để đi tiệc. Mẹ đã xong rồi thử thách ST dành cho Mèo. Mèo rất thích bởi vì nó lại nằm ngay trong cái sở thích của Mèo và mình muốn là tất cả mọi người làm được cái này rất là đơn giản luôn. Nếu như mà nhà chúng ta có những cái dụng cụ đơn giản như thế này, hãy mua nó rồi chúng ta sẽ có những cái bộ móng tay thiệt là đẹp. Điều thứ hai Mèo muốn bây giờ Mèo sẽ thử thách Puka, thử thách Puka móng tay đẹp rồi. Mèo trong thời gian này á, Mèo rất là muốn học được nhiều món bánh ngon và Mèo thấy Bu làm bếp cũng khá là giỏi. Vậy thì bây giờ Mèo muốn Bu hãy làm một món ăn vặt tại nhà, tại vì ở trong nhà mà ăn snack hoài cũng chán, ăn đậu phộng hoài cũng chán, ăn cơm hoài cũng chán. Vậy thì hãy làm một món ăn vặt tại nhà nha. Mời Bu. Để xem chương trình Bí Kíp Vàng phiên bản thử thách tại nhà. Thì hôm nay Puka nghe nói là chị Khả Mèo là chị Khả Như có gửi đến Puka một cái thử thách, đó là hãy làm một món ăn vặt tại nhà. Ở nhà thì có rất là nhiều món ăn vặt mà Puka cũng hay làm. Ví dụ như Puka hay làm bánh tráng nướng nè, rồi bánh tráng trộn nè, rồi khoai tây chiên nè, rồi khoai tây chiên bơ đường nè, rồi khoai lang chiên nè, rồi khoai lang chiên phô mai tan chải nè. Nói chung nhiều lắm. Puka hay làm nhiều món bánh đó, cho nên là với cái món ăn vặt này thì Puka cũng thấy khá là dễ dàng. Ngày hôm nay thì nhà Puka có khoai tây. Đây là khoai tây. Thường đó thì mình cắt khoai tây ra từng cọng xong mình chiên hoặc là mình ngào lại bơ đường thì Puka cũng hay làm, hay up story các bạn cũng thấy rồi. Thì ngày hôm nay Puka sẽ làm một món mới cho nó mới lạ một chút xíu để đáp lại cái thử thách của chị Khả Như. Đó là Puka sẽ làm khoai tây lóc xoáy. Puka rất là thích cái món này, không biết là các bạn có thích hay không. Ăn thì rất là ngon, giòn giòn, rồi ở nhà mình có điều kiện mình mua được á, thì mình có thể rắc phô mai lên nữa. Khoai tây á, thì Puka đã gọt ra sẵn rồi. Sau khi mình gọt khoai tây ra như vậy rồi thì mình sẽ ngâm vào một ít nước muối loãng. Mình pha nước muối loãng, mình ngâm vào đó khoảng 5-10 phút gì đó, thì khi mình chiên khoai tây sẽ rất là giòn. Các bạn nhớ nha. Bây giờ thì cái này thì Puka đã gọt ra rồi và Puka cũng đã ngâm nước muối được 10 phút rồi. Bây giờ Puka chỉ bắt đầu làm thôi. Khoai tây lóc xoáy thì nó phải sấy đúng không? Nó sấy. Nhưng mà ở ngoài tiệm hoặc là ở nhà các bạn á, bạn nào có cái đồ mà nó hay lắm, nó giống như một cái cây vậy, mình cắm cái củ khoai vô mình xoay cái là nó sẽ cắt theo cái đường xoay xoắn ốc á. Có điều kiện thì mới làm được như vậy. Còn ở nhà Puka thì hiện tại Puka không có cái cây đó, không có cái dụng cụ để mà cắt khoai tây lóc xoáy. Thì bây giờ Puka sẽ tự làm thủ công bằng tay. Nếu mà nhà bạn nào không có cái cây dụng cụ cắt đó thì các bạn có thể làm bằng tay giống Puka nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng một cái cây, một cái chiếc đũa nhọn nhọn để mình có thể xuyên qua được cái khoai tây. Sau khi mà mình ghim được cái củ khoai tây vô như vậy thì mình sẽ dùng con dao. Mình sẽ dùng con dao để mình cắt. Xoay, mình xoay nó theo, xoay vòng xéo xuống để tạo thành lóc xoáy nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ xoáy cho đến hết củ khoai, sau đó chúng ta sẽ kéo ra. Mình kéo nó ra như vậy. Các bạn thấy dễ dàng chưa? Mình chỉ cần lấy cái dao mình sấy, chịu khó sấy như vậy. Và Puka còn một cách để cắt được cái khoai tây lóc sấy nữa là chúng ta sẽ dùng hai chiếc đũa. Chúng ta sẽ để xuống tấm thớt như vậy. Sau đó chúng ta sẽ để củ khoai tây lên đây. Mình sẽ dùng một con dao. Mình cắt xuôi theo cái chiếc đũa này nha. Rồi. Sau khi mà mình cắt ngang qua được như vậy rồi á, thì mình sẽ úp nó lại. Mình bắt đầu cắt xéo. Mình nhớ là cắt xéo nha, chứ đừng cắt xuôi nữa. Cắt ngang qua nữa là nó đứt luôn. Mình sẽ cắt xéo cái như vậy. Và mình đã có khoai tây lóc xoáy. Đây. Bây giờ cô sẽ ghim vào chiếc đũa chứ mình mới banh ra được. Rồi, mình sẽ bắt đầu banh ra, kéo nó ra. Đó. Đây cũng là một cách khi mà mình làm khoai tây lóc xoáy. Nếu mà mình không xoắn ốc được nha các bạn thì mình sẽ cắt xuôi, xong rồi cắt xéo thì nó cũng sẽ ra khoai tây lóc xoáy giống như vậy. Và bây giờ Puka sẽ bắt đầu đem chiên hai cái khoai tây này lên để có một món ăn vặt cho Khả Như nha. Và sau khi mà chảo nóng thì chúng ta sẽ bỏ khoai tây lóc xoáy vào chiên. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta phải để chảo thiệt là nóng nha. Nếu mà không nóng mà mình bỏ vô khoai tây chúng ta sẽ không có được giòn. Mình để cho nóng như vậy xong mình bỏ vô. Đó. Ồ. Sau đó thì chúng ta sẽ bớt lửa nhỏ lên một chút xíu trong cái quá trình chiên để cho khoai tây chín đều nha. Chứ đừng có để lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị khét. Nói gì chứ làm mấy món ăn vặt này thì với Puka dễ như trở bàn tay. Quá dễ dàng. Sau khi mà chúng ta thấy khoai tây mà nó vàng đều rồi á thì chúng ta sẽ vớt ra nha. Cái này nó đã vàng rồi mình vớt ra. Cái lóc sấy này nó sấy hơi mạnh cho nên là nó hơi bị vỡ đầu tí xíu. Và đây là cái lóc sấy mà Puka cắt đây. Đó. Đây là thành phẩm. Đây là một món ăn vặt, không biết là chị Khả Mèo có vừa lòng hay không. Nếu mà chúng ta muốn ngon hơn chúng ta sẽ xịt vào đây một miếng tương ớt nha. Chúng ta bỏ vào đây một miếng tương ớt để cho có vị cây cây thơm thơm, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi, đây là món ăn vặt em dành cho chị Khả Mèo. Puka cũng muốn thử thách một người anh của mình sẽ làm một món ăn vặt giống như mình đã ăn nóng rồi thì anh mình phải làm ăn lạnh chứ, đúng không? Chứ hai cái ăn nóng với nhau thì nó nóng trong người lắm. Cho nên là Puka sẽ thách anh Dương Lâm làm kem mà không cần tủ lạnh, không cần tủ lạnh và không cần tủ đá luôn nha, nói chung là không bỏ vô tủ á. Thử có anh Dương Lâm có làm được không nha. Đó là thử thách dành cho anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Bí Kíp Vàng. Và là Puka đưa ra thử thách rất là ngang ngược dành cho Lâm, đó là làm kem không cần tủ lạnh. Quá trời rồi, quá trời ngang ngược rồi. Giờ thời buổi này ai mà không có tủ lạnh, nhà nào cũng có tủ lạnh hết rồi, thử thách làm kem không cần tủ lạnh đó. Mà bây giờ làm sao giờ muốn thèm kem thì ra tiệm tạp quá mua kem ăn, đúng không? Tự nhiên làm kem mà không cần tủ lạnh đó. Bây giờ thôi kệ đó, em mình nó ngang ngược đưa ra thử thách của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Và bây giờ Lâm xin làm thử thách là làm kem không cần tủ lạnh. Là mình phải có đá rồi nha, không có tủ lạnh nhưng mà phải có đá, nghĩa là mình mua ở đâu cũng được, chơi trọi là miệng phải có đá như Lâm. Và muối, cái này là muối bọt cũng được, muối hột cũng được, muối iốt cũng được, mà muối hột sẽ tốt hơn nha chị nha. Nhà Lâm không có muối hột nên Lâm sử dụng là muối bọt. Tiếp theo đó là sữa đặc cũng được, sữa tươi cũng được, hoặc là mình kết hợp sữa tươi và sữa đặc cũng được. Nếu như ai mà gọi là có hai cái thì mình chế miếng sữa đặc vô và chế miếng sữa tươi vô rồi mình đóng lại. Và tiếp theo đó là những cái túi zip như thế này. Bây giờ Lâm sẽ chuẩn bị cái này nha. Rồi giờ mình chế vô, chế cái túi zip. Ai muốn ăn ngọt nhiều thì sử dụng sữa đặc nha các bạn nha. Chế vô, sau đó mình đẩy cái túi zip lại. Rồi một mình. Tiếp theo đó chế vô. Rồi đẩy nắp lại. Xong rồi bây giờ mình chuyển từ cái bịch như vậy nha vị nha. Tiếp theo đó là mình bỏ một lớp đá vô trước. Sau đó mình bỏ một lớp muối vô, rải một lớp muối nha. Sau đó mình bỏ một lớp đá vô. Sau đó mình bỏ thêm một lớp muối vô. Cái này là phải dân tập tạ mới làm được nha vị nha. Ca trò đúng từ luôn rồi đó, mình không thể làm được luôn. Sau đó mình bỏ cái sữa này vào. Bỏ sữa vào. Sau đó bỏ một lớp đá vô. Sau đó bỏ một lớp muối vô. Bỏ thêm đá vô. Đá vô. Muối vô. Rồi mình cột lại. Sau đó mình dùng hết sức lực của mình có được ha. Và mình lắc. Rồi mình lắc. Vậy các tôi biết mà ăn kem mà cực kỳ chạy lên tập quá mua liền ăn cho nhanh, chứ có là ngồi lắc quá trời lắc. Puka vừa làm em chưa Puka ăn miếng kem của em mà cực khổ chăm bề rồi ơi, giờ tay nó lạnh cứng ngắc luôn Puka. Sàn đồ nhà nó ướt nhẹp hết trơn rồi, rồi chi mà cực vậy, biết cực vậy khỏi ăn là mình sướng hơn đó thiệt á. Rồi trong vòng 10 phút bây giờ Lâm sẽ mở ra và xem kết quả như thế nào nha. Trời ơi Puka nó sợ anh nè, Puka nó sợ anh nè. Ý cái mặt nó sợ hơn nè, hay quá. Lâm nghĩ trong vòng 10 phút mà Lâm đã làm nó sợ cái bịch như vậy là quá tốt rồi. Còn nếu mình để nó cứng ngắc á, nó cứng ơi là cứng á, là khoảng tiếng trở lên. Như vậy là đã hoàn thành xong rồi, thì nó sẽ thử, mở ra và thưởng thức thử nha. Nè quý vị coi nè, nè nó đá rồi nè, ở trên thành đá rồi nè. Ngon, nó lạnh mà gọi là nó rất là ngon, nó sữa đặc kết hợp với cái đá rất đặc, nó sệt là ăn da ua vậy quý vị. Như vậy là anh đã hoàn thành thử thách của Puka là làm kem không cần tủ lạnh, trong vòng 10 phút đã làm kem sệt lại. Còn nếu như ai muốn nó đông cứng, ai muốn ăn cứng hơn thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải lắc liên tục mà làm nghĩ vừa mở ra kem mà mình ăn được là coi như là tay mình đụng đời luôn. Như vậy là ngày hôm nay chương trình Bí Kíp Vàng cũng đã kết thúc tại đây, và nhớ tuần sau gặp lại bộ tứ siêu đẳng của chương trình Bí Kíp Vàng nha. Và bây giờ cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye, xin chào. Và thử thách vừa rồi cũng là thử thách cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi. Hy vọng rằng là quý vị đã có những phút giây thư giãn và thoải mái cùng với chương trình Bí Kíp Vàng của chúng tôi. Và nếu như quý vị có những bí kíp hay hơn, những bí kíp độc đáo hơn, hãy gửi về fanpage của chương trình Bí Kíp Vàng nhé. Chương trình Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đây, các bạn thì thấy là chúng ta đã chụp nha, còn cái gì rồi. Đấy, làm được luôn. Và